Thưa quý vị và các bạn, với mức độ lây nhiễm và xuất hiện những ca mới đã ở mức độ ổn định với khoảng 1.300 trường hợp mắc mới mỗi ngày và 80% người dân tại bang đông nhất của Australia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, giới chức bang này đã quyết định là gỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm. Cùng với những thông tin về dịch bệnh tại Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc, sau đây mời quý vị chúng ta cùng đến với cùng tin quốc tế về diễn biến của dịch COVID-19. Gần 3 tháng sau khi các hoạt động ở thành phố lớn nhất Australia phải ngừng lại bởi lệnh phong tỏa, chính quyền tiểu bang đã thông báo nới lỏng hạn chế đối với những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian cho biết lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau tại các điểm nóng dịch bệnh sẽ được dỡ bỏ từ hôm 15 tháng 9. Bà Berejiklian cho biết thêm nhiều hạn chế sẽ được dỡ bỏ khi 70% người dân được tiêm chủng đầy đủ vào khoảng tháng 10. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 14 tháng 9 cảnh báo dịch COVID-19 vẫn là một nguy cơ và Anh có thể áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế, thậm chí bao gồm cả việc áp đặt lệnh phong tỏa vào mùa thu này. Hiện nay, Anh đã dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, theo đó khẩu trang không còn là quy định bắt buộc, mặc dù chính phủ vẫn khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp này ở những nơi đông người hoặc trong không gian kín, yêu cầu giữ khoảng cách hơn 1 mét cũng được dỡ bỏ và hiện chỉ được áp dụng tại một số nơi như bệnh viện. Số ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát mới ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tiếp tục gia tăng với 51 trường hợp được ghi nhận trong ngày 14 tháng 9. Như vậy, nước này đã ghi nhận 186 ca mắc COVID-19 mới chỉ trong vòng một tuần. Phủ Điền, nơi báo cáo ca mắc đầu tiên liên quan đến biến chủng Delta đã ghi nhận thêm 33 trường hợp trong ngày 14 tháng 9. Cư dân của thành phố đã được yêu cầu không rời khỏi địa phương trong khi chính quyền đẩy nhanh xét nghiệm trên diện rộng. Hầu hết các ca mắc mới liên quan đến công ty thủ công Chen Minh, nơi đã trở thành ổ dịch sau khi một nhân viên đến Phủ Điền và trở lại làm việc sau 6 ngày. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc ngày 15 tháng 9 cho biết số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày của nước này đã quay lại mốc 2.000 ca sau khi các ca nhiễm mới ở khu vực thủ đô tăng lên mức cao kỷ lục trước kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu. Đây là lần đầu tiên sau 6 ngày số ca nhiễm trở lại ngưỡng 2.000 ca và cũng là số ca nhiễm hàng ngày cao thứ tư kể từ khi đại dịch bùng phát hồi tháng 1 năm 2020. Đến nay, Hàn Quốc ghi nhận có 2.380 người tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,86%.